Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết. Lúc này thì bà con đang chuẩn bị đi làm, không biết là diễn biến thời tiết hôm nay như thế nào chị Hồng Dao? Dạ vâng, xin chào ngày mới chị Kim Lụa cùng quý vị khán giả. Thông tin đáng chú ý là ngày hôm nay Nam Bộ sẽ mưa nhiều hơn thế ạ. Ngay từ trưa thì khu vực miền Tây Nam Bộ bao gồm thành phố Cần Thơ đã có mưa từ sớm. Sang đến chiều thì vùng mưa sẽ mở rộng ra đến khu vực miền Đông Nam Bộ. Nhìn trên bản đồ dự báo thì quý vị có thể thấy là nhiều điểm mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 2 cho đến 40mm. Thậm chí những nơi màu xanh lá, lượng mưa trên 60mm. Mưa tăng khiến cho xác suất xảy ra về gió giật và lốc sét cũng có nguy cơ khá cao. Bên cạnh đó, các tuyến đường trũng thấp cũng có thể dễ ngập. Trời mưa ngập, dễ gây bệnh viêm da, nổi mề đay, nắm tay chân do phải lội nước bẩn. Bởi lớp sừng bảo vệ của da giãn nở sau khi ngâm nước khiến cho tác nhân có hại thâm nhập qua, gây nhiễm trùng, nấm. Và để phòng bệnh thì các bác sĩ khuyên mọi người là không nên mang giày vớ, thay vào đó là nên mang dép hoặc là sandal. Và khi đi mưa về thì cần phải rửa sạch chân bằng nước ấm, xà phòng, sau đó thì lau khô kẽ chân. Trước khi mưa nhiều trong sáng nay thì trời vẫn có nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Cần Thơ và các nơi khác ở khu vực miền Tây Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Sang đến khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Phú, Thủ Dầu Một, Tây Ninh với nền nhiệt cao hơn, phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Với thành phố Phú Quốc, sáng nay trời nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 31 độ. Sang đến chiều thì trời sẽ chuyển mưa rào và dông rải rác, có lúc mưa to. Trong cơn dông thì quý vị cần đề phòng về lốc sét và gió giật. Về thời tiết biển, ở vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Kiên Giang, dự báo là ngày hôm nay có mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị.